Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục làm những phần quà để chia sẻ cho các bạn nhé. Và hôm nay thì mình sẽ làm cái phần quà gì? Hôm nay thì mình sẽ sử dụng những cái HDD như thế này. Đây, những HDD này là những HDD mà mình đã từng mua những cái laptop cũ ấy. Sau đó là mình đã nâng cấp SSD cho nó và mình còn thừa ra những cái HDD như thế này. Mình sẽ sử dụng những HDD này để mình làm những cái bốc ổ cứng di động như thế này để tặng cho các bạn. Cái này là yêu cầu của các bạn ấy. Các bạn vẫn hay bảo mình là sử dụng những cái ổ cứng thừa để làm những cái này để tặng cho các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chiều các bạn và mình sẽ làm để chia sẻ cho các bạn. Ok. Nếu mà bình thường ấy mà mình làm để tặng cho các bạn thì nó nhanh lắm. Mua cái bốc này về, lấy cái ổ cứng này cắm vào, thế là xong, là có thể tặng các bạn được rồi. Nhưng mà clip này mình sẽ chia sẻ cho các bạn thêm để những bạn nào mà muốn làm những cái bốc di động này để lưu trữ dữ liệu mang đi mang lại, hoặc là để lưu trữ cất đi, thì các bạn có thể tham khảo. Hoặc là những cái bạn mà thay ổ cứng cho những cái chiếc laptop hoặc là PC, các bạn cũng có thể sử dụng những cái HDD cũ để các bạn làm những cái bốc như này, tránh lãng phí nhé. Thì để mà làm một cái bốc di động thì chúng ta cần cái gì? Đầu tiên là cần một cái ổ cứng, thứ hai là cần một cái bốc để cắm cái ổ cứng đó vào, thế là xong. Bình thường những cái bốc như này này, ví dụ cái này là của Orico, bình thường nó giá khoảng tầm từ 120 đến 150, tùy từng nơi bán cũng như là còn tùy từng hãng nữa, có rất nhiều hãng làm những cái sản phẩm bốc này, thì cái này khoảng tầm 150. Mình thấy cũng nhiều người dùng và thấy cũng hợp lý, cũng không thấy nó hỏng hóc nhiều, không thấy hỏng hóc, có mấy người dùng nhưng mình không thấy hỏng hóc, nên là mình sẽ dùng cái Orico này để mình làm cho các bạn, để tặng các bạn bằng cái bốc này nhé. Thì cái bốc này này, nó sẽ cắm cho những cái ổ 2.5, ví dụ như là cái ổ cứng HDD này hoặc là cái ổ SSD này, được chưa, là 2.5. thì các bạn tìm trên Google hoặc là tìm trên các trang thương mại điện tử thì các bạn ghi là HDD bốc 2.5, các bạn tìm nó sẽ có rất nhiều các loại bốc khác nhau để các bạn mua nhá. Còn nếu mà các bạn sử dụng những cái ổ cứng to như thế này thì các bạn sẽ không cắm được vào cái bốc nhỏ này đâu, mà các bạn sẽ phải tìm là HDD bốc 3.5 thì nó mới cắm vừa cái này nhá. Còn nếu bạn nào muốn sử dụng cái SSD M2 ấy, thì các bạn hãy tìm là SSD bốc M2 thì nó sẽ ra những cái kết quả tìm kiếm cho những cái bốc để chúng ta cắm cái SSD M2 đấy. Tùy từng cái ổ cứng của các bạn mà các bạn tìm những cái bốc này khác nhau để các bạn mua các bạn nhé. Còn hôm nay chúng ta sẽ dùng cái loại 2.5 này. Sau khi đã có bốc rồi, khi các bạn mua bốc về đã, khi các bạn mua bốc về thì nó sẽ có một cái bốc như thế này, rất nhẹ thôi, và một cái cáp như thế này. Các bạn cắm cái cáp vào đây là xong. Ngoài ra nó còn có một cái hộp để đựng cái này và một cái túi để các bạn cho cái này vào để cầm đi cầm lại nữa. Cái đấy thì mình không để ở đây. Sau khi đã có bốc rồi thì chúng ta sẽ làm như nào? Tháo này ra. Mở ra rất đơn giản, mở ra. Và tiếp theo là chúng ta sẽ lấy một cái HDD. Đây, HDD đây. Chúng ta cắm vào. Thì cái HDD cắm vào đơn giản thôi. Ở đây nó có chân ngắn, đây chân dài này. Thì ở đây nó cũng có cái chân của nó là một cái chân ngắn, một cái dài. Các bạn ướm đúng như thế, ướm vào. Đấy, các bạn ướm đúng như này. Và các bạn đẩy nó vào thôi. Đấy, đẩy nó vào. Các bạn đẩy vào. Thế là nó đã cắm chắc vào rồi. Sau khi cắm chắc thì các bạn nắp cái này lại. Thế là xong một cái bốc di động. Nhưng các bạn chú ý này, các bạn thấy nó kêu không? Đấy, nó kêu là vì nó đang bị lỏng. Thì khi các bạn mua những cái bốc này về thì nó sẽ thường kèm theo những cái xốp này. Đấy, nó sẽ kèm theo cái xốp này. Các bạn dính cái xốp vào đây để cho nó đỡ bị lung lay ấy. Hoặc là các bạn có thể là chèn bằng cắt tông hoặc giấy hoặc là bông vào, đừng có chặt quá là được. Thế là xong nhá. Sau khi các bạn chèn xong như này rồi thì chúng ta chỉ việc cắm cái dây này vào đây và cái đầu USB còn lại chúng ta cắm vào laptop hoặc là cắm vào PC để chúng ta dùng thôi. Cái đấy thì chút nữa thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để xóa những cái dữ liệu cũ và tạo những cái phân vùng mới để chúng ta có thể lưu dữ liệu mới của chúng ta vào, chứ chúng ta sẽ không sử dụng luôn nhá. Vì những cái ổ này mà nếu mà chúng ta sử dụng những cái ổ cũ của những cái laptop cũ ấy, thì nó sẽ còn những cái dữ liệu cũ ở đấy, chúng ta phải xóa hết đi, tránh virus cũng như là tránh những cái dữ liệu mà chúng ta không cần thiết ở trong cái ổ này. Tí nữa mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Trước khi chia sẻ cái đấy thì mình sẽ chia sẻ thêm cái này đã nhé. Nếu mà các bạn mua những cái bốc như này thì nó có một loại bốc nữa là cái bốc mà chống ghi. Chống ghi tức là chống ghi vật lý nhé. Là ở đây này nó còn có một cái gạt nữa, cái gạt để lốc, để khóa chống ghi. Thì cái khóa chống ghi mình thấy cực kỳ thích cái chức năng đó của những cái bốc đấy. Cái bốc này thì nó không chống ghi, ở đây thì mình không có cái bốc chống ghi ở đây. Ngày xưa mình có sử dụng cái bốc chống ghi và mình cực kỳ thích
vì nó rất tiện và rất an toàn cho những cái bốc của mình. Các bạn tưởng tượng nhé, là ví dụ cái USB đi, hoặc là cái này đi, nó cũng như cái này cũng như USB mà. Các bạn cắm vào một cái máy tính A, mà cái máy tính A nó có virus hoặc là virus gì đấy, nó có virus đi, thì nó sẽ lây vào cái này, nó lây vào đây, xong mình lại lấy cái này mình cắm vào cái máy tính B, thì máy tính B lại lây virus từ cái cục này. Đấy, nó rất nguy hiểm đúng không? Nên là cái dữ liệu của chúng ta sẽ dễ bị hỏng hoặc là bị mất do virus. Còn nếu mà chúng ta có cái chống ghi đây này, cái chống ghi vật lý gạt phát vào, thì nó sẽ không thể copy được. Copy thì vẫn copy được, copy ra được nhá, nhưng mà nó không thể nào mà xâm nhập được vào, hoặc là các bạn có thể không thể nào xóa được cái dữ liệu ở trong cái bốc của chúng ta nếu mà chúng ta gạt về cái mức khóa. Đấy, nên là không bao giờ sợ sợ virus xâm nhập vào, trừ khi mà các bạn mở khóa rồi các bạn cắm vào những cái máy có virus thôi thì nó mới có được. Còn các bạn mà đã gạt khóa vào thì không bao giờ bị luôn. Mình đã sử dụng cái đấy rồi, mình cực kỳ thích và rất bền nhá, không bao giờ virus. Nhưng mà sử dụng những cái như thế này này, thỉnh thoảng vẫn bị virus nhiều lần khác. Bởi vậy nên là những cái cửa hàng mà sửa máy tính, hoặc là cửa hàng cài Win hoặc là cài phần mềm ấy, mà người ta sử dụng những cái bốc mà nó không có chống ghi như này này, thì khi các bạn cắm vào một máy nhá, cái máy đấy nó lây sang cái bốc này, xong các bạn lại lấy cái bốc này lại cài cho máy khác, thì lại cái máy khác lại lây từ ví dụ từ máy này, nên là rất nguy hiểm. Các bạn, nhiều bạn ấy, máy thì không có virus nhưng mà mang ra các quán sửa máy tính về lại có virus. Đấy, chính là từ những cái bốc mà nó không không chống ghi và nó cứ cắm hết máy này sang máy kia, rất nguy hiểm nhá. Ngoài cái cách mà chống ghi bằng cứng này này, thì chúng ta còn có chống ghi bằng phần mềm nữa. Các bạn cài một phần mềm vào cái bốc này, khi nào các bạn muốn chống ghi thì các bạn bật phần mềm lên và các bạn kích hoạt. Nhưng mà mình thấy là cái đấy nó rất chi là không hiệu quả, mình thấy không hiệu quả. Thứ hai là nó rất mất thời gian, nên là tìm được cái bốc mà nó có cái chống ghi vật lý, thích là gạt, không thích thì lại bỏ cái gạt đi, thì rất tiện. Nhưng mà hiếm lắm các bạn. Ngày trước thì mình thấy nhiều, bây giờ mình thấy hiếm lắm. Ngày trước có mấy cái dòng của SSK ấy, không biết là G300 hay là G3000 ấy, nó có cái dòng gạt này mình rất thích, nhưng mà bây giờ tìm không có, hoặc là có nhưng mà lại không còn hàng. Bởi vậy là bạn nào mà tìm được những cái bốc mà nó có cái gạt đấy, nó tranh nhau ít tiền, nó cũng không tranh nhau nhiều đâu. Bạn nào tìm được những cái bốc mà nó có cái gạt đấy mà mua được ấy, thì nhớ cho mình cái link ở xuống dưới để mình có thể mua về mình dùng nhá, mình cực kỳ thích. Còn đợt này thì mình chưa tìm được cái đấy để mình mua. Ok, rồi. Đấy, thì đấy là một vài các cái lưu ý để các bạn tạo những cái bốc này. Nếu mà tìm được cái bốc mà có chống ghi thì mua cái bốc chống ghi đấy. Ok, rồi. Bây giờ sau khi chúng ta đã có bốc rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo. Đó chính là cắm vào máy tính và xóa dữ liệu cũ, tạo phần vùng mới để sử dụng. Ok, ra máy tính. Tiếp theo chúng ta sẽ cắm cái USB vào cái máy tính của các bạn. Các bạn cắm vào, các bạn ưu tiên vào cắm vào cái cổng USB 3.0 nhá. Nếu mà cái bốc của các bạn hỗ trợ 3.0 thì các bạn cắm vào bốc 3.0. Các bạn cắm vào. Đấy. Đây, chờ mình chút, mình sẽ cắm này. Cắm vào này. Sau khi mình cắm vào thì các bạn chờ một chút, cái đèn của cái bốc nó sẽ nháy nhá. Và các bạn nhìn trên màn hình kìa. Đấy, các cái ổ nó sẽ hiển thị ra, đúng không? Vừa nãy của mình nó chỉ có ổ C, ổ D và ổ F này thôi. Đấy, ba ổ này. Sau khi mình cắm bốc vào thì nó tăng thêm một ổ này, ổ này, ổ này. Được chưa? Bây giờ mình rút thử ra nhá. Bây giờ mình rút cái bốc ra nhá. Rút ra này. Đấy, mình rút ra thì nó sẽ mất đúng không? Mình cắm vào này. Mình cắm vào, các bạn chờ một chút. Đấy, mình cắm vào thì nó bắt đầu lại hiện ra những cái ổ này. Thì những cái ổ này chính là cái ổ của cái HDD box mà mình vừa làm. Đây đều là cái dữ liệu cũ của cái người cũ. Được chưa? Thì cái dữ liệu này ấy, thì có thể các bạn nhá, nếu mà các bạn cắm vào mà các bạn kích vào đây này, thì trong đây nó có thể có dữ liệu nhá. Nhưng mà các bạn cần chú ý, cẩn thận là bị virus nhá, vì không biết là cái ổ cũ của người ta có virus hay không đâu. Nhưng mà máy của mình thì nó đóng băng rồi nên mình không sợ, mình cứ kích nó vào. Đây này. Đấy, ở đây nó sẽ có rất nhiều dữ liệu cũ của người ta ở đây. Nhạc của tôi cái gì đây. Đấy. Đây là những cái dữ liệu cũ của người ta. Thì cái này mình kệ thôi, chúng ta sẽ xóa đi. Xóa đi thì có rất nhiều cách. Cái cách thứ nhất thì chúng ta phải xác định xem là ổ đấy là ổ nào. Đây nó có 3 ổ đúng không? Thì các bạn cũng có thể là chuột phải vào cái ổ cũ của nó. Các bạn chọn format. Ví dụ nhá, format này. Ví dụ mình đây là lưu trữ 1. Thấy chưa? Format. Các bạn chờ một chút. Đấy. Sau khi format xong thì nó sẽ có một cái ổ đây, ổ lưu trữ 1, và nó không có dữ liệu nào. Được chưa? Nhưng mà có cách thứ hai, cách thứ hai là chúng ta
xóa hết cả ba cái ổ này đi, xóa hết cả ba cái ổ này đi, và chúng ta tạo một cái ổ, một cái ổ thôi. Thì làm như nào? Chúng ta chuột phải vào cái zip PC trên máy tính của các bạn, các bạn chọn manager. Tiếp theo tại đây các bạn kích vào cái dòng disk management. Đấy, các bạn chờ một chút nó load ra. Nó load ra thì các bạn nhìn nhá, đây các bạn nhìn thấy cái ổ lưu trữ một với mình tạo đây không, anh Tuấn đây không, Hoàng Anh đây không. Đấy, thì cái ổ disk 2 này này chính là cái ổ của cái này. Nó sẽ bao gồm là cái ổ cứng, đây là cái ổ cứng và đây là các phân vùng nhỏ của nó. Thì bây giờ mình sẽ xóa hết nhá. Xóa hết thì các bạn làm như nào? Các bạn chuột phải, các bạn chọn delete. Yes. Một cái thứ hai, delete. Yes. Hai cái. Ví dụ các bạn muốn tạo hai phân vùng thì các bạn có thể để hai cái này được. Còn nếu các bạn muốn chỉ tạo một cái thôi, các bạn chuột phải, delete. Yes. Đấy. Thì cái này nó là unlocate đúng không? Unlocate thì chúng ta sẽ tạo được một cái phân vùng mới. Các bạn xóa luôn cái này đi, delete partition luôn. Yes. Thấy chưa? Thì nó hiện chữ unlocate này này, tức là cái ổ của các bạn chưa được tạo bất cứ một phân vùng nào. Khi mà chưa được tạo phân vùng nào thì các bạn chú ý nhá. Này, khi chưa tạo phân vùng nào thì các bạn có cắm máy, mặc dù là các bạn cắm ổ cứng rồi nhưng mà trong cái zip PC này nó cũng không có ổ cứng hiển thị đâu. Đây này. Thấy không? Nó cũng không hiển thị. Mất ba cái ổ vừa nãy rồi đúng không? Vì ba cái ổ vừa nãy chúng ta xóa đi rồi, nó là unlocate rồi. Đây. Đấy, thì bây giờ nhá, tạo ổ cứng, bây giờ chúng ta sẽ tạo phân vùng từ cái unlocate này. Các bạn muốn tạo một phân vùng thì các bạn làm như nào? Chuột phải các bạn chọn new symbol. Tại đây các bạn chọn next. Đây, tổng của cái ổ cứng này hiện tại là 238GB 473MB. Các bạn muốn chia làm, nếu mà các bạn để một ổ thôi thì các bạn để nguyên này, các bạn next. Còn nếu các bạn muốn chia làm hai ổ, ví dụ mình muốn chia một ổ 100GB đi. 100GB thì nó rơi vào tầm 100.000 MB nhá. Next. Next. Đây. Ổ lưu trữ 1, cái này tên các bạn tùy ý nhá. Ổ lưu trữ 1. Next này. Philips này. Đấy, nó đang format nhá. Sau khi nó format thì nó sẽ hiển cái ổ ở đây. Đây. Thấy chưa? Nó rơi vào tầm 97GB. Cái ổ còn lại này, chuột phải chọn new symbol này. Next. Các bạn muốn chia nữa thì các bạn lại chia nhỏ ra, còn không muốn chia nữa thì các bạn để nguyên thế. Next. Next. Cái này chúng ta có thể ổ lưu trữ 2. Next. Philips. Rồi chờ một chút nó sẽ hiển thị ra đây. Thấy chưa? Ổ lưu trữ 2. Vậy chúng ta đã có hai ổ lưu trữ. Nếu mà bạn nào ấy mà muốn chỉ có một ổ thôi thì các bạn có thể xóa, chỉ có một ổ thôi thì các bạn xóa hết cái này đi. Xóa hết đi. Xóa hết đi nhá. Thấy chưa? Chúng ta lại tạo lại new symbol. Chúng ta để nguyên cái giá trị này. Đấy, chúng ta là HDD box của Đạt chẳng hạn. Đấy các bạn, next Philips thì các bạn chờ một chút, đây này nó sẽ hiển thị một ổ đây. Thấy chưa? Đấy. Thế là các bạn đã có một cái HDD box. Xong. Thì cái HDD box này bây giờ nhá, xong rồi cái chúng ta tạo phân vùng xong rồi nhá. Thì khi các bạn cắm HDD box vào này, nó sẽ hiển thị một cái ổ đây để chúng ta lưu giữ dữ liệu. Ví dụ mình muốn copy cái ảnh này. Chúng ta copy, chúng ta cho vào đây. Paste. Đấy. Chúng ta để ở đây, chúng ta để dữ liệu vào đây. Còn khi nào các bạn muốn dùng thì các bạn cắm vào máy tính, không muốn dùng thì các bạn rút ra. Ví dụ bây giờ mình rút ra nhá, rút ra này. Rút ra này thì nó sẽ mất. Thấy chưa? Mất khi nào các bạn muốn dùng các bạn cắm vào thì nó sẽ hiển thị. Đấy, nó hiển thị đây. Thì các bạn dùng thôi. Đấy, các bạn lại copy các dữ liệu. Đây, copy cái này, copy vào đây. Thấy chưa? Rất đơn giản, nó như một cái USB thôi mà. Đấy, thế là xong. Vậy là mình cũng đã chia sẻ xong cho các bạn cách để các bạn có thể tạo một cái HDD box để bạn lưu trữ dữ liệu cũng như là mang đi mang lại cái dữ liệu của các bạn. Rất đơn giản đúng không? Thì hôm nay thì mình sẽ làm hai cái, mình sẽ mua hai cái box như thế này và mình sẽ lấy hai cái ổ cứng mình lắp vào đây để mình tạo thành hai cái HDD box để tặng cho các bạn vào tối nay trên kênh Vlog Đạt chia sẻ đi. Nói chung là ổ cứng thì mình còn rất nhiều nhưng mà mình muốn là mình tặng dần dần cho các bạn, chứ tặng một lúc bao nhiêu là cái ổ hoặc là bao nhiêu phần quà thì nghe chừng nó không hay lắm. Mình sẽ để, mình sẽ tặng dần qua từng tháng cho các bạn. Hoặc là mình sẽ đặt một vài các box khác nhau cũng như hãng khác nhau để mình tặng cho các bạn dần trong những cái thời gian tới nhé. Ok, clip này thì mình sẽ xin tạm dừng tại đây. Tối nay mình ra clip tặng hai cái box này cho hai bạn may mắn nhất thì mình sẽ tặng bên kênh Vlog Đạt chia sẻ. Các bạn cũng có thể xem dưới phần mô tả.
để mình cập nhật cái link tặng cái box này ở dưới đấy để cho các bạn có thể tham gia các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ tạm dừng clip tại đây. Qua clip này nếu bạn nào mà có chia sẻ hoặc là góp ý gì, các bạn hãy cứ comment dưới cho mình. Cảm ơn các bạn và chào các bạn.